Rồi, rồi, ok, bạn cứ chạy đi. Bạn cứ chạy thoải mái đi. À, bạn đừng đấy chứ gì. Ayo, xin hân hoan chào đón tất cả các bạn khán giả thân yêu đã quay trở lại với channel Không Giới Hạn New. Và vẫn là mình đây, mình là MC Rương thân thiết của các bạn đây. Các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta đang ở sa mạc cổ đại Namibia. Nhiệt độ nơi đây có thể tăng tới hơn 55 độ C. Lượng mưa hàng năm ở đây chưa đầy 2,5mm. Nhưng trên thực tế, đã từ lâu lắm rồi, nơi đây chưa từng có mưa. Vì thế các động vật săn mồi phải dựa vào con mồi của mình để lấy nước. Trong chương trình ngày hôm nay, MC Rương tới đây xin phép được cùng các bạn khám phá những động vật độc đáo có tốc độ cực nhanh đã chinh phục những đụn cát nóng bỏng này. Nếu như các bạn đã sẵn sàng cho chuyến hành trình ngày hôm nay bằng những tấm vé like thì không phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu nuôi Không Giới Hạn, kênh động vật số 1 Việt Nam. Nóng. Ấy lại nóng nữa rồi, nóng thế cơ chứ. Mà con mồi đi đâu nhỉ? Nóng, lại nóng nữa rồi. Đây là vũ điệu của thằn lằn mõm xẻng để thoát khỏi cái nóng của bề mặt cát có thể lên tới hơn 60 độ C. Các chân của nó sẽ thay phiên nhau giữ thăng bằng, không cho bụng chạm cát. Trong khi đó, mắt vẫn quan sát xem con mồi ở đâu. Gì thế kia? Thằn lằn mõm xẻng cũng là một trong những động vật nhanh nhất ở sa mạc. Dù di chuyển trên cát, nhưng nó vẫn có thể đạt được vận tốc cực nhanh 1 mét một giây. Với khoảng cách ấy, đó là một tốc độ cực kỳ ấn tượng. Nó lao đi với tốc độ 20 lần chiều dài cơ thể chỉ trong một giây. Hai chân dài phía sau được tạo đà bởi cơ đùi khỏe mạnh, hoạt động như một động cơ. Hai chân sau dài hơn nhiều so với chân trước. Vì thế, nó chỉ chạy trên hai chân thay vì bốn chân và dùng chân trước để lái. Những cấu trúc chân của nó đã tạo nên sự khác biệt. Bàn chân sau rộng như mái chèo, đẩy cơ thể về phía trước, trong khi các chân dài hoạt động như tấm lò xo, tăng chiều cao của mỗi bước đi. Nó dùng tốc độ này để giết chết con mồi. Đâu rồi nhỉ? Đâu rồi? Tổng môn vừa thấy nó ở đây cơ mà. Kia rồi. Mày chết với anh. Con mồi sẽ cung cấp cho thằn lằn tất cả năng lượng và nước mà nó cần. Nhưng những đụn cát này không có nhiều sự sống và cái nóng như thiêu như đốt không cho phép nó lề mề. Vì thế, nó không bỏ qua bất kỳ manh mối nào. Cái gì thế kia nhỉ? Ngon đấy. Nằm đấy nhá. Anh đến ngay bây giờ đây. Nào. Ta. Chạy trốn nhanh. Như vậy là em thằn lằn đã lặn xuống dưới cát. Một cách chạy trốn kẻ thù rất hay ho của thằn lằn mũi xẻng. Đây cũng là cách hữu hiệu để tránh cái nóng của sa mạc. Cái mõm bẹp của nó là cái nêm hoàn hảo cho việc lặn xuống cát. Lỗ mũi của nó hướng về phía sau nên cát không thể chui vào hốc mũi. Hai càng chân trước dọn đường về phía trước, hai chân sau khỏe khoắn đá cát sang hai bên, giúp nó bơi xuống vùng cát mát mẻ và an toàn. Thằn lằn có thể chui sâu xuống 45cm trong 24 tiếng. Quay trở lại với con rắn tí nữa thì đớp được của em thằn lằn. Nó là loài rắn Peringuae, còn được biết đến với tên gọi là rắn bò ngang. Con rắn này có thể trườn với tốc độ gần 30km/h, chỉ có rắn mamba đen là nhanh hơn nó. Việc bò ngang này tương đương với tốc độ ngựa phi nước đại trong thế giới loài rắn. Đó cũng là cách di chuyển nhanh nhất và là cách tốt nhất để rắn di chuyển qua những đụn cát sụt lún. Trong khi bò ngang, chỉ có hai phần của con rắn là đồng thời ở trên mặt đất. Với phần đầu và đuôi cố định, nó đẩy cơ thể về phía trước theo đường cong, sau đó đầu được đẩy về phía trước. Ngay sau khi tiếp đất, đuôi lại được đẩy lên và cứ như vậy. Chuyển động này giống như một bàn chân đặt xuống cho phép con rắn đi về phía trước mà không trườn lên mặt cát dễ sụt lún. Việc bò ngang còn giúp cho con rắn làm mát, nó làm giảm tiếp xúc cơ thể với cát nóng, cũng giống như điệu nhảy của thằn lằn mõm xẻng. Nhưng rắn bò ngang không dùng tốc độ này để đuổi theo con mồi, lũ thằn lằn di chuyển quá nhanh, thay vào đó, con rắn bố trí mai phục. Rắn tìm đến khu vực hoạt động của thằn lằn, nơi đó thường gần các bãi cỏ có bóng râm. Khi tìm được vị trí thích hợp, rắn bắt đầu màn ngụy trang ẩn nấp của mình xuống dưới lớp cát, chỉ để hở hai mắt và một phần đuôi phía trên. Chóp đuôi của rắn được sử dụng giả dạng như một con côn trùng để đánh lừa thằn lằn. Không cần đợi tới 3 giây, một con thằn lằn mõm xẻng xấu số đã xuất hiện. Đây là một sai lầm cực kỳ to lớn của nó.
Ồ, con gì mà nó lại nạ thế nhỉ? Chỉ trong tích tắc, thằn lằn đã thăng thiên. Trong sa mạc nóng bỏng như thế này, con thằn lằn không chỉ là một bữa ăn mà còn là nguồn cung cấp nước quan trọng. Rắn đã ăn xong và lại ẩn mình chờ đợi con mồi tiếp theo. Mặc dù rắn không có lỗ tai, nhưng chúng có thể nghe được sự rung động qua hai loại xương đặc biệt ở hộp sọ. Khi con mồi tới gần, hoạt động của các cơ tạo ra sức căng giữa các xương sườn. Sự lùi lại đàn hồi, đẩy đầu và các răng nanh về phía trước với tốc độ kinh người khiến nạn nhân không kịp trở tay. Lại một con thằn lằn khác, đói và nóng đã làm cho nó hoa hết cả mắt, đớp mãi mà không được, và rồi... Trong những đụn cát kia, có một kẻ săn mồi đáng gờm đang tới. Thông thường, một động vật săn mồi của vùng đồng bằng, loài mèo lớn này chỉ đến vùng sa mạc cát khi đã tuyệt vọng. Mùa hè đến rồi đi mà không có một hạt mưa nào đổ xuống. Đây không phải là vùng thảo nguyên, nhưng con báo đốm này đã thích nghi rất tốt với điều kiện của sa mạc. Báo đốm châu Phi có thể là động vật có vú nhanh nhất trên cạn, nhưng ít người được chứng kiến nó hoạt động trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như thế này. Những đàn bao gồm số lượng lớn linh rừng Nam Phi sẽ gặm cỏ trên những đồng bằng này sau những cơn mưa mùa hè, nhưng chẳng có con nào trong tầm mắt. Tuy vậy, nó đã có một phương án khác. Kia rồi! Đứng lại đấy! Mày đứng lại đấy cho anh! Ôi thôi, nó chạy mất tiêu rồi còn đâu! Mọi hoạt động trên sa mạc này đều sản sinh ra rất nhiều nhiệt. Các tuyến mồ hôi ở các gang bàn chân là những tuyến mồ hôi duy nhất mà báo đốm có tác dụng làm giảm bớt nhiệt cho nó. Nhưng như thế là chưa đủ. Nó vẫn có thể chết vì sốc nhiệt. Các nghiên cứu cho thấy hệ xương sống tĩnh mạch, một hệ thống các mạch máu giữa các xương vai của loài báo này lớn hơn bất kỳ loài động vật nào khác trong họ nhà mèo. Khi nhiệt độ cơ thể tăng cao, máu được đổ dồn về khu vực này. Vì thế, trong khi thở hổn hển để làm mát máu xung quanh miệng và lưỡi, phần lưng của báo đốm có tác dụng như một cái tản nhiệt, cho phép quá trình đối lưu, bức xạ và bốc hơi diễn ra nhanh để giảm nhiệt độ cho cơ thể. Làm lại lần nữa nào báo em ơi! Tuy không thể đạt được tốc độ 100 km/h ở nơi cát mềm, nhưng nó vẫn có thể đạt được tốc độ đủ nhanh để săn mồi. Đó là nhờ vào việc toẽ ngón chân thật rộng để có được sức kéo và độ thăng bằng tốt hơn. Phần gan bàn chân lớn và chia thành nhiều rãnh cho phép chúng đạp trên cát chứ không bị lún xuống. Nhanh nào báo ơi! Đó là một con chuột nhỏ, nhưng ở môi trường khắc nghiệt như ở sa mạc thì đó là một phần thưởng lớn. Nếu liên tục thành công thế này, thì nó có thể sống sót cho đến khi đàn linh dương trở về. Sa mạc Namib và Namibia đã hơn 45 triệu năm tuổi và các đụn cát của nó thuộc hàng lớn nhất trên thế giới. Ở độ cao 300 mét, chúng là những rào chắn vừa cao vừa cằn cỗi nhưng là nơi sinh sống của những loài động vật kỳ lạ hơn. Vâng! Một màn xuất hiện rất chi là hoành tá tràng đến từ vị trí của tắc kè Namaqua. Để tồn tại ở nơi khí hậu khắc nghiệt như thế này, nó cũng đã phát triển những khả năng phi thường. Nó cũng có thể thay đổi màu da giống như tất cả các loài tắc kè hoa khác. Tuy nhiên, tắc kè Namaqua thay đổi màu da không chỉ giao tiếp hay ngụy trang ở đây, mà nó còn sử dụng màu sắc để điều chỉnh nhiệt độ cơ thể sao cho phù hợp. Trong đêm và sáng sớm, khi nhiệt độ vẫn còn lạnh, thì da của tắc kè có màu sắc tối để hấp thụ nhiệt một cách tốt nhất. Còn khi mà trời lên cao và nóng hơn, sa mạc không còn nơi nào gọi là an toàn, thì da tắc kè sẽ chuyển sang màu sáng, phản chiếu năng lượng của mặt trời và làm mát cơ thể. Ánh sáng mặt trời thiêu đốt và những bãi cát trống có thể sụt lún là cái bẫy chết người, nhưng tắc kè hòa đã có giải pháp. Những ngón chân của nó được hợp nhất lại để tạo thành một bàn chân, như một cái găng tay hoàn hảo cho việc leo lên những đám cỏ để tránh nóng. Nhưng những ngón chân này cũng có thể xòe ra, mang lại một diện tích bề mặt lớn hơn, giúp tắc kè hòa không bị lún xuống, trong khi các móng vuốt của nó giúp bám tốt hơn. Di chuyển nhanh là chìa khóa giúp tìm thấy con mồi và tránh bị bỏng chân. Tắc kè Namaqua cũng là loài tắc kè nhanh nhất trên thế giới. Tớ nhìn thấy bạn rồi nhá. Đứng lại, bạn đứng lại đây cho tớ. Nào có đứng lại không thì bảo đây, người bé mà chạy nhanh thế nhỉ. Tuy là tắc kè nhanh nhất trên thế giới đấy, nhưng mà tốc độ của nó vẫn thua xa tốc độ của bọ cánh cứng bóng tối. Bọ cánh cứng nhanh tới mức chân nó như thể vô hình. Nó có thể di chuyển trên quãng đường dài gấp 50 lần so với chiều dài cơ thể của nó chỉ trong 1 giây. Có nghĩa là gấp 10 lần với tốc độ tương đối của một vận động viên chạy nước rút Olympic.
các chân sau lớn và xương đùi dài đem lại sức mạnh và bước đi dài cho bọ cánh cứng. Chân nó bước đi nhanh hơn mắt chúng ta có thể nhìn thấy. Khối xương cổ chân dài, hai bàn chân đẩy xuống mặt đất nhấc con bọ lên trên cát nóng, trong khi tốc độ của nó tạo ra những cơn gió ngược làm mát. Tắc kè đuổi theo đớp bọ là điều rất khó, nhưng nó có một vũ khí bí mật khác. Rồi, ok, bạn cứ chạy đi, bạn cứ chạy thoải mái đi. À, bạn đừng đấy chứ gì? Cái lưỡi với hệ thống cơ phức tạp thè ra khỏi miệng với tốc độ cao nhất, với phần đầu dính và phồng ra để ngắm trúng con mồi. Nó phi ra khỏi miệng như hình viên đạn, các cơ phần đầu sẽ xòe ra như hình cái chén. Khi chạm vào con mồi, các chén này sẽ bám dính thắt chặt con mồi, tạo ra hiệu ứng hút, đảm bảo con mồi bị tóm gọn. Bất kỳ chất béo thừa thãi nào cũng được tắc kè tích trữ ở phần đáy của đuôi, giúp cho nó có thể để dành trong những tình huống khó khăn sau này. Gomu, no! Này thì Gomu này, vớ vẩn. Thôi xong, tắc kè thiếu nhi đã ra đi mà chưa kịp hiểu cái mother gì cả. Đôi khi cuộc sống quá khó khăn thì tắc kè cũng ăn thịt tắc kè còn. Tèn tèn. Thằng này. Mày đứng đây làm cái gì hả? Ồ, thằng này được. Chú biết là anh ăn 500 thằng như chú rồi không? Biến ra kia. Không biến đây. Này thì không biến này. Ê, đâu. Ê, đạo diễn, dừng hình. Rồi, ok. Dừng hình thì dừng hình. Mà hết sự thời lượng rồi, làm gì có thời gian đâu cho chú thể hiện nữa. Các bạn thân mến, chương trình của chúng ta ngày hôm nay đến đây đã là gần kết thúc mất rồi. Chuyến hành trình khám phá những động vật săn mồi ở sa mạc ngày hôm nay, nếu như vẫn làm cho các bạn phê như mọi khi thì hãy tặng cho chúng mình một like và chia sẻ video cho bạn bè gần xa cùng biết. Đừng quên một phần cực kỳ quan trọng mà chỉ các bạn mới có thể thực hiện được, đó là đóng góp ý kiến của mình một cách chân thành ở phần comment phía bên dưới để chương trình của chúng ta ngày càng trở nên tốt hơn. Còn để kịp thời tụ tập cùng dàn trai xinh gái đẹp trong những chương trình mới nhất thì các bạn hãy bấm ngay nút đăng ký kênh và nhấn nút chuông nho nhỏ bên cạnh, thông báo sẽ được ship thẳng tới chỗ ở của các bạn. Trên màn hình hiện tại là hai chương trình hấp dẫn không kém. Việc đơn giản của các bạn là chọn một trong hai và tiếp tục cuộc hành trình khám phá cùng channel Không Giới Hạn New. Ok, chúc các bạn và gia đình có một buổi chiều thật vui vẻ tốt lành nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau. Mình ra đây!